Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 27 tháng 10. Mình là Hoàng Spin. Những tin bóng đá hot nhất trong 24 giờ qua sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Không có gì bất ngờ, Barcelona chính thức xuống uống C2. Vâng, vậy là đúng như nhiều người dự đoán, khi mà đứng trước một khe cửa hẹp quá hẹp thì Barcelona chẳng thể nào mà lách qua. Đối đầu với Bayern Munich, nhiệm vụ của họ là buộc phải thắng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Biết là vậy nên là Inter Milan đã giúp Barca luôn. Thế là ở trận đấu trước đó họ đã thắng Plzen với tỷ số 4-0. Qua đó chính thức tiến Barca xuống uống C2 mà chẳng cần quan tâm đến trận gặp Bayern nữa. Và trong một viễn cảnh tươi đẹp là Inter có thua đi nữa thì Barcelona cũng lấy cửa đâu mà thắng Bayern. Theo như thống kê thì cả trận Barcelona tung ra 9 cú sút và không một cú sút nào trúng đích. Tôi xin nhắc lại là không một cú sút nào trúng khung thành của Bayern luôn. Lewandowski tiếp tục chứng minh mình là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ. Dembele thì chỉ được cái múa ngoài đường biên, còn lại thì vô hại. Nhưng Ansu Fati, Ferran Torres hay là Rafinha cũng đều mất hút. Còn Bayern Munich thì vẫn ao trình như thường, đá nhàng nhàng mà vẫn thắng 3-0. Món nợ giữa Barcelona và Bayern đã nhiều nay lại càng chồng chất. Tạch pen phút cuối, Atletico nối gót Barcelona. Nếu như mà Barcelona bị loại theo một cách là ai cũng biết rồi thì với Atletico nó lại kịch tính hơn cả phim Hollywood. Đầu tiên là những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Diaby đưa Leverkusen vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9. Crespo gỡ hỏa phút thứ 22. Sau đó đến phút 29, Hudson Odoi ghi bàn, Leverkusen lại tiếp tục vượt lên. Đến phút 50, De Paul tiếp tục níu giữ hy vọng gỡ hòa 2-2. Nhưng mà đó cũng chỉ là những tình huống mở đầu của phim thôi. Đoạn cao trào diễn ra từ phút thứ 90+6. Cầu thủ của Leverkusen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau một hồi trách va thì trọng tài cho Atletico được hưởng một quả pen. Lúc này thì cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc sẽ được định đoạt ở đây. Crespo là người đứng trên chấm phạt đền, ảnh vùng chân sút và vào người thủ môn rồi. Bóng nảy ra, Saúl đánh đầu nhưng lại đập trúng xả ngang. Chưa hết, trọng tài lại còn trách va xem thủ môn của Leverkusen đã phạm luật hay chưa. Nhưng mà chung cuộc đã không có thêm cú quay xe nào. Bộ phim kết thúc, Atletico bị loại khỏi Champions League. Thomas Müller cảm thấy buồn cho Lewandowski. Như vậy là trận đấu giữa Barcelona và Bayern Munich đã kết thúc. Có người buồn, có người vui, có người thì lại vui về lờ. Lewandowski là người được chú ý hơn cả bởi đơn giản anh là cầu thủ cũ của Bayern Munich. Anh cũng là một người được mong chờ rất nhiều nhưng mà cuối cùng lại đem lại những nỗi thất vọng bởi chẳng thể ghi nổi một bàn. Rời xa vòng tay của Bayern Munich đúng là bão tố. Cứ tưởng rằng tìm được phương trời mới ngon hơn nhưng mà phương trời mới ở đây lại là C2. Sau trận đấu thì anh cũng đã vào phòng thay đồ thăm hỏi lại những người đồng đội cũ của mình. Trong số đó có Thomas Müller, anh tỏ ra cảm thấy tiếc cho Lewan. Müller chia sẻ rằng, thật vui khi được gặp lại Lewy, nhưng mà đương nhiên bạn đồng cảm với anh ấy khi biết rằng Lewy tham vọng như thế nào. Đây có thể nói là một lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Thomas Müller. Nhưng mà cái ông này nhiều khi cũng lầy lắm cơ. Mới hôm trước còn đăng video chôn Lewandowski nói rằng Lewandowski chúng tôi đang tới đây, kèm theo những nụ cười đầy nhằm hiểm. Đến bây giờ thì lại chuyển giọng cảm thông ngay được rồi. Huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn dẫn dắt tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trong một chương trình truyền hình mới đây tại Hàn Quốc thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ về tương lai của mình. Đây là những điều mà ông chưa từng nói ra trước đây về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Về việc chia tay tuyển Việt Nam, ông chia sẻ rằng: "Tôi đã chọn ngày 14 tháng 10 để nói lời chia tay. Đó là ngày kỷ niệm 5 năm tôi đến Việt Nam. Cách đây 3 tháng tôi đã suy nghĩ rằng có nên gia hạn hợp đồng hay không. Sau khi mà bàn bạc với gia đình thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. Có nhiều lý do nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để tạm dừng." Vừa khi được hỏi về tương lai của mình thì huấn luyện viên Park nói: "Tôi không chuẩn bị gì cho tương lai cả. Vì tôi chỉ biết đến bóng đá nên là chắc chắn sẽ tiếp tục dấn thân vào việc quản lý bóng đá. Tuy nhiên thì tôi không biết chính xác mình phải làm gì, làm thế nào và ở đâu. Tôi có thể dẫn dắt một đội tuyển quốc gia khác nhưng mà trừ Việt Nam và Hàn Quốc. Nếu có lời đề nghị như vậy thì tôi sẽ suy nghĩ. Đó là một thách thức mới, một cảm giác mới. Vì vậy tôi sẽ không loại trừ khả năng này." VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup. Theo như thông báo chính thức thì sau thời gian dài đàm phán, VTV đã có bản quyền phát sóng toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup năm 2022. Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV2, VTV3, VTV5 và VTV Cần Thơ. Ngoài ra, VTV cũng dành lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã đồng hành góp phần mua bản quyền World Cup lần này. Đó là các ngân hàng VPBank, Techcombank, SHB, Liên Việt Postbank, Tập đoàn Vingroup và TNT Group. Mức giá cụ thể không được công bố nhưng mà dự đoán có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là một thông tin cực vui đối với người hâm mộ Việt Nam, bởi chúng ta sẽ có thể được xem World Cup với chất lượng tốt nhất, hình ảnh sắc nét nhất.
Thì tôi biết là ông đang định nói là không có thì xem web lậu cũng được. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều đó là xem VTV lúc nào cũng phê hơn, lúc nào cũng sướng hơn. Quan trọng là chúng ta được gặp các thánh Biên Cương, Khắc Cường, Việt Khuê. Đấy mới chính là những thứ mà tôi quan tâm. Và còn cả những chương trình nóng cùng World Cup nữa chứ.